Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài để cùng thay đổi không khí một chút nhé. Và trong video lần này thì mình sẽ cùng trên tay cho các bạn một chiếc máy ảnh rất là đặc biệt. Và chiếc máy ảnh này đã được sản xuất vào năm 1975, rất là lâu đời rồi. Và được đựng trong một cái bao da rất là đẹp. Và đây chính là chiếc máy của chúng ta. Đây là chiếc máy ảnh Canon 110ED. Và như các bạn thể thấy thì đây là một chiếc máy ảnh có cái ngoại hình rất là đặc biệt. Nó rất là nhỏ gọn và rất là mỏng ha. Và phía trước được trang bị một cái tấm chắn khá đặc biệt để giúp nó có thể bảo quản, bảo vệ được cái phần viewfinder và lens cũng như là cái phần màn chập của nó. Và lens của chiếc máy này sẽ ở tiêu cự là 26mm với khẩu độ mở lớn nhất là 2.0. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mặt phía trên của máy. Như các bạn thể thấy ở cái phần nút gạt màu xanh đây chính là phần điều chỉnh khẩu độ. Thì khẩu độ của máy này sẽ được kéo dài từ F2, F4, F8 và F16, nó chỉ có 4 khẩu như thế thôi. Và cái phần màu vạch đỏ này đó chính là phần lấy nét. Và máy này thì sẽ được sử dụng lấy nét theo điểm vàng, thế nên là khả năng lấy nét rất là chính xác. Và bên trái thân máy sẽ có một phần rất là đặc biệt. Đây, đầu tiên nó sẽ là phần kiểm tra pin, máy nào cũng sẽ có cái phần này ha. Tiếp theo đó chính là phần xét được ngày tháng năm chụp bức ảnh của các bạn là ngày bao nhiêu. Thì hay ở cái là chúng ta có thể xoay cái phần bánh xe để có thể xét được ngày, trông rất là trực quan và rất là thú vị. Bên cạnh đó chúng ta có một cái hot shoe để có thể cài flash nữa. Và máy còn được trang bị một lỗ ốc để có thể gắn được dây bấm mềm, rất là tinh tế. Và phía dưới của mặt máy chúng ta thấy là rất là đơn giản, có một cái nút gạt để chúng ta có thể lên phim. Đấy, chúng ta có thể lên phim và bấm nút chụp ở cái nút màu cam này. Và bên cạnh đó là chúng ta có một cái lỗ ốc 3 phần 4 để gắn được tripod. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mặt lưng của máy. Thì máy này sẽ có một cái viewfinder ở mặt lưng. Và bên cạnh đó thì sẽ là nơi mở buồng phim. Đây bạn nhìn thấy chữ open đúng không? Chúng ta sẽ cùng gạt theo cái mũi tên là chúng ta sẽ mở được buồng phim. Và các bạn hãy nhìn thấy buồng phim ở trong nó hơi bị nhỏ đúng không? Và tí mình sẽ giải thích tại sao nó lại nhỏ như vậy. Bên cạnh buồng phim chúng ta sẽ có một cái nơi để chúng ta có thể chứa pin. Nó sử dụng pin là 6V, một viên pin thôi, rất là nhỏ trong này. Như các bạn thấy thì máy này rất là nhỏ gọn, thế nên chúng ta không thể lắp được một cuộn phim 135 ở trong này được, và chúng ta phải sử dụng một cái cuộn phim đặc biệt hơn, đó là loại phim 110. Đây là một cuộn Fuji Color. Và mình nghĩ rằng là bây giờ thì nó cũng khó mà lên hình được nữa, không mà lên ảnh nữa đâu. Chúng ta chỉ có mang tính chất là sưu tầm và cho các bạn xem thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc cái cuộn phim này ra. Và đây chính là cuộn phim 110 của chúng ta. Đó, như các bạn thể thấy là phía bên ngoài nó được bao bọc bởi một lớp nhựa. Và các bạn thể nhìn thấy đây chính là phần phim này. Thì cái hoạt động của cái phim này cũng tương tự như phim 35 rồi. Đó, một bên sẽ chứa phim đã chụp, một bên là chứa phim chưa chụp. Đó, rất đơn giản. Và lắp cái phim này thì còn siêu siêu dễ luôn. Và bây giờ mình sẽ cùng lắp thử vào máy cho các bạn xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ mở máy lên và lắp cái cuộn phim này vào. Hãy nhớ lắp sao cho cái chiều chữ nó đúng nha. Đấy, chúng ta chỉ cần đóng nắp vào thôi. Các bạn nhìn thấy không? Đây là có cái hình mũi tên này. Và chúng ta không thể ấn được nha.
chúng ta phải gạt tới khi nào số 1 xuất hiện thì chúng ta mới chụp được. Các bạn hãy nhìn này. Và bây giờ thì số 1 đã được xuất hiện thì chúng ta chỉ cần ấn chụp thôi, rất là đơn giản. Và đây là một chiếc máy khá là nhỏ gọn này. Nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc máy bây giờ của chúng ta sử dụng. Nó là khá là to, khá là cồng kềnh. Nhưng ngày xưa chúng ta đã từng có một những chiếc máy rất là mỏng, rất là nhẹ và rất là trông xịn sò như thế này. Và hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái video review của mình. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên ấn like và subscribe channel của mình nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.